có 3 cách cầm bút mà những người mới bắt đầu cần phải biết. Đấy là cách cầm bút như là bút vẽ, các bạn cầm bút viết bình thường. Cái này nó sẽ cho những cái cho bạn những cái nét vẽ tỉa chi tiết dễ dàng hơn. Với cách cầm như cầm bút như thế này, các bạn luyện tập như sau ạ. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ luôn luôn tạo ra những cái đường nét mà dứt khoát và liền, và nhấc nét bút, các bạn nhớ phải nhấc nét bút lên nhá, đừng bao giờ vẽ như này. Đan những nét bút như này nó sẽ dễ làm cái nét vẽ của chúng ta bị bết và khó sửa. Các bạn nhấc nét bút lên, mình sẽ làm chậm lại và các bạn cố gắng là chuyển lực của cái nét bút đấy nhẹ dần. Cách thứ hai đấy là các bạn cầm như này, cầm như bình thường, 4 ngón đằng trước và 1 ngón cái tì đằng sau, và khi mà để tay xuống thì ngón út này các bạn chuyển thành một cái điểm tì. Cũng tập đi những cái nét dứt khoát như thế ạ, nhớ là luôn luôn nhấc nét bút lên. Và không bao giờ tạo lưu động ngay lập tức, một nhân động. Ở cách vẽ này sẽ giúp cho các bạn vẽ những cái đường nét nó thẳng hơn và dễ dàng hơn. Mình sẽ ví dụ nhé, rất dễ để các bạn vẽ những đường nét thẳng. Còn nếu mà các bạn dùng cái nét bút cầm này thì chúng ta khó vẽ những đường nét thẳng hơn, vì cách cầm bút chi tiết như thế này nó sẽ thuận lợi để chúng ta viết chữ này, để chúng ta tỉa những cái chi tiết như mắt bút mồm, cẩn thận. Cách thứ ba là các bạn kẹp hai ngón tay vào như này, và cái đôi bút chì các bạn tì vào phần gang trước bàn tay, giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ. Ngón tay út cũng là điểm tì xuống giấy như cách thứ hai. Cách này giúp các bạn đi những cái nét đường cong dễ dàng hơn. Các bạn tưởng tượng như là cái ngón tay út này nó như là một cái điểm tì giống như con ba ấy. Và các bạn luôn nhớ là gì, không bao giờ chúng ta di nét, chúng ta phải nhấc nét bút lên. Cuối cùng mình muốn nhấn mạnh lại đấy là mình luôn nhắc lại là khi mà các bạn tập gãi nét, tập đi nét và khống chế cái lực nhấn của bút chì của mình ý, thì không bao giờ các bạn di nét chì như này, vì nó sẽ làm bết cái đường chỉ và chúng ta sẽ khi cần chúng ta lấy những chiếc ra là rất là khó. Gần như là đây là cái lỗi mình vừa đi nét và mình sẽ tẩy nó dễ dàng, lấy ra dễ dàng. Còn những cái này thì sẽ bết lại, các bạn nhìn không, sẽ bết lại và mình sẽ phải ấn mạnh, rất mạnh thì nó mới chắn được. Và nếu mà các bạn vẽ nhiều ấy, nó sẽ bị lầy giấy và cầy giấy, nó sẽ làm cho bức vẽ của bạn nó sẽ hỏng. Còn như cái này thì đi rất nhẹ nhàng sẽ tẩy ra được những cái rất là dễ. Đấy là ích lợi của cái việc mà khi các bạn luyện tập đúng phương pháp và đúng cách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái hướng dẫn này của mình, và hy vọng thì những cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các bạn, nhất là những bạn mới. Và nếu các bạn có thắc mắc gì cần hỏi thì hãy comment ở dưới cái video này, và hãy like và share để ủng hộ cho chúng mình. Cảm ơn các bạn.